Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Trần Bảo Sơn mừng sinh nhật con gái Trương Ngọc Ánh sang chảnh bằng sách tiền đô la. Ly hôn không phải dấu chấm hết cho một gia đình mà nó sẽ trở thành một chặng đường mới dành cho các bậc cha mẹ. Bởi lúc này, họ cần phải cùng nhau xây đắp một cuộc sống hạnh phúc cho những đứa con của mình. Diễn viên Trần Bảo Sơn và vợ cụ Trương Ngọc Ánh chính là một trong số ít cặp đôi sao Việt được khen ngợi hết lời trong vấn đề nuôi dạy cô con gái Bảo Tiên. Bởi cả hai đã ly hôn nhiều năm nhưng chưa bao giờ quên vai trò, trách nhiệm và niềm hạnh diện của một người bố, người mẹ. Trong dịp sinh nhật tròn 14 tuổi của Devon Bảo Tiên diễn ra vào ngày hôm qua, nam diễn viên phim Con đường vô tận đã sắp xếp các công việc để dành thời gian cho con gái. Anh cùng mẹ ruột tổ chức bữa tiệc sinh nhật sang chảnh, hoành tráng cho nhóc tiên mừng cô bé bước vào lứa tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ. Ông bố không chia sẻ nhiều về bữa tiệc mà chỉ nhá hàng bằng hai tấm ảnh đã cho thấy không gian bữa tiệc ấm cúng, nhiều khách mời thân thiết. Bên cạnh đó là chiếc bánh gato mừng sinh nhật vô cùng cuốn hút. Nó được tạo hình bởi hàng sắp tiền đô la và nhiều đồng đô la phía trên chiếc bánh làm từ bánh kem. Chắc chắn đây sẽ là món quà ý nghĩa dành cho cô con gái Trần Bảo Sơn. Bên cạnh đó diện mạo Bảo Tiên ở tuổi 14 cũng được khen ngợi hết lời. Cô nhóc diện chiếc váy đỏ nổi bật, thả dáng dài duyên dáng đứng chụp ảnh bên bà nội và bố. Ba gương mặt ba thế hệ khác nhau nhưng đều có những nét chung rất đẹp. Được biết trong những lần chào đón tuổi mới của con gái ở những năm trước, Trần Bảo Sơn chưa bao giờ vắng mặt. Thậm chí có năm cả Trần Bảo Sơn và vợ cụ Trương Ngọc Ánh đều sắp xếp thời gian có bằng chung với nhau để tạo niềm vui bất ngờ cho con gái. Tôi và Ánh luôn ủng hộ nhau trong công việc và hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy con, Trần Bảo Sơn từng nói. Ở tuổi mới, Bảo Tiên sở hữu chiều cao vượt trội, đôi chân dài thừa hưởng từ mẹ với chiều cao hiện tại là 1m62. Bảo Tiên được mẹ đầu tư về trang phục, cô cũng ưa chuộng các loại váy đầm tôn vẻ đẹp nữ tính. Cũng vì sức hút và vẻ ngoài của mình, Bảo Tiên cũng nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo cho các nhãn hiệu thời trang. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đều từ chối vì không muốn con gái mình tham gia showbiz quá sớm ngoài bảo tiên trần bảo sơn cũng đã có thêm một cô con gái với bạn gái hiện tại ông bố khéo léo kết nối các con ngay từ những cái tên gọi nhà tôi có ba con chuột thật kỳ lạ trần bảo sơn nhâm tý 1972 devon trần mẫu tý 2008 và kendall trần canh tý 2020 kendall trần có bao nhiêu đồ chơi mà cứ thích chơi với tạp chí có hình bìa của chị devon trần ông bố từng chia sẻ anh cũng nói thêm về niềm hạnh phúc làm bố của mình Tôi rất vui khi có hai cô công chúa. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất với tôi hiện tại. Tôi có nói chuyện với Devon Trần về con gái nhỏ và sẽ lựa cơ hội đẹp nhất để cho hai chị em gặp nhau, anh chia sẻ. Cũng ngay sau đó, Bảo Tiên đã có cơ hội gặp em gái, hai chị em quấn quýt yêu thương nhau. Mọi người dành lời khen cho sự trưởng thành chính chắn của Devon Bảo Tiên. Với sự chăm sóc đầy đủ từ bố và mẹ, cả về vật chất và tinh thần, nhiều người cho rằng chắc chắn trong tương lai cô bé sẽ trở thành một đứa trẻ thành đạt bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo